Long Travel xin giới thiệu tour tham quan một ngày đảo Angel Island, Tiburon và San Francisco vào ngày 9 tháng 10. Quý khách sẽ trải nghiệm cảm giác thú vị trên du thuyền, ngắm nhìn thành phố San Francisco xinh đẹp và cầu Golden Gate nổi tiếng thế giới. Đi xe điện tham quan đảo Angel Island là đảo thiên nhiên lớn nhất vùng vịnh San Fran. Đến với Country Town, Tiburon mới lạ, sinh động và hấp dẫn du khách với cảnh quan tuyệt đẹp. Tham quan thắng cảnh thành phố San Francisco xinh đẹp phồn hoa. Tour tham quan một ngày, ngày 9 tháng 10, giá tour 85 Mỹ Kim bao gồm xe bus, vé du thuyền, vé xe điện Angel Island, ăn các bữa. Liên lạc Thăng Long Travel để có chỗ ngồi tốt nhất 408-901-9000, 408-901-9000, Thăng Long Travel 2435 South King Road, phòng 30, website thanglongtravel99.com. Thăng Long Travel phục vụ quý đồng hương tận tâm, uy tín và chất lượng.